Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán Cho Phản Stop. Như thường lệ thì trong video ngày hôm nay, em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích cái vận động của thị trường chung sau cái phiên giao dịch ngày 4 tháng 4, những cái tín hiệu mà thị trường nó cho chúng ta. Và sau đó thì mình sẽ đi cập nhật trạng thái một số cái nhóm ngành nổi bật cổ phiếu tiêu biểu. Thì hôm nay, VN của chúng ta xuất hiện một cái phiên giảm điểm sau chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp. Và cái phiên này nó giảm điểm với cái biên độ hẹp ha, cụ thể là giảm chưa tới 1 điểm. Thanh khoản thì nó nằm ở cái ngưỡng tương đối lớn, nó ngang ngửa với cái phiên bùng nổ ngày hôm qua. Vậy thì bản chất nó như thế nào? Đó. Tuy là một cái phiên giảm điểm, nhưng mà xét bản chất đó anh chị, thì mình đánh giá là những cái nhóm cổ phiếu nó đang vận động vẫn rất là ổn. Hôm nay dòng tiền nó vẫn có vào đó, và đa số các nhóm ngành cơ bản trên thị trường nó đều duy trì cái sắc xanh rất là tốt, tăng điểm luôn, thậm chí là vẫn có một số cái mã cổ phiếu nó đánh trần đó. Nếu như cổ phiếu nó không tăng thì nó vẫn duy trì cái mốc tham chiếu chứ không có yếu tố giảm điểm ha. Chỉ có cái nhóm cổ phiếu bất động sản cũng như là cái nhóm đầu tư công là hai cái nhóm mà cuối phiên nó gặp cái áp lực bán đó, cuối phiên nó bị hạ nhiệt đó, nên là thành ra là cái bản chất của VN Index ngày hôm nay tuy là một cái phiên giảm điểm nhưng mà bên trong thì nó vẫn rất là ổn định ha, nó hoàn toàn bình thường, có thể gọi là một cái phiên đỏ vỏ xanh lòng. Và cái yếu tố giảm điểm của thị trường chung ngày hôm nay nó cũng xuất phát đến từ nhóm cổ phiếu trụ anh chị. Mình nhìn sang những cái nhóm như là Vinhome nè anh chị, mình thấy giảm tới 3% đúng không, giảm quay về lắp ghép luôn, hoặc là như là VIX nè, đó, điều tiết chỉ số rất là nặng. Thì thành ra cái yếu tố giảm điểm ngày hôm nay của thị trường chung về cái bản chất nó không có những cái ảnh hưởng quá xấu làm tiêu cực đến cái xu hướng của VN Index. Và ở đây thì anh chị mình thấy là xu hướng hiện tại của thị trường nó cũng đang về lại những cái vùng kháng cự ha, những cái vùng gap nè. Gap này là được xem là một cái kháng cự của VN Index ha. Và tiếp theo đó là cái vùng 1.100 này. Nên thành ra khi mà về nguyên tắc, khi mà về kháng cự thì nó sẽ có những cái phản ứng giảm điểm là điều rất là bình thường ha. Thì em đánh giá sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay, về cơ bản xu hướng tăng điểm của VN Index nó vẫn được nắm giữ đó, và mình vẫn tập trung nhiều hơn vào các nhóm ngành, các mã cổ phiếu. Xét một chút về cái phiên giao dịch ngày hôm qua là một cái phiên mà VN nó mở gap và nó tăng. Cái phiên này là nó không có nằm ngoài cái sự kỳ vọng của em và anh chị mình đúng không? Anh chị có thể theo dõi lại cái video gần đây nhất nè. Đó, thì mình có đưa ra cái kịch bản. Thì ngày hôm qua là nó đi khá là tương đồng khoảng 70-80%. Tại vì nó không phải là một cái phiên bùng nổ theo cái gọi là đáp ứng đầy đủ những cái điều kiện mà em đưa ra. Nên thành ra nó là một cái phiên mà em đánh giá đây, cái phiên ngày hôm qua là một cái phiên tăng điểm thông thường của VN Index. Một số anh chị mình kêu cái phiên ngày hôm qua là cái phiên bùng nổ theo đà. Thì theo quan điểm cá nhân của em, bản chất nó là không phải. Tại anh chị mình biết nếu như mà bùng nổ theo đà thì về tất cả các dòng cổ phiếu và bản thân những cái mã cổ phiếu trong cái dòng đó nó đều tăng điểm anh chị. Và thị trường của chúng ta phải có những cái sự đồng thuận, thống nhất giữa những cái dòng cổ phiếu và nó đi lên. Còn ngày hôm qua thì anh chị mình thấy là mình thiếu cái sự đồng thuận đến từ nhóm thép, hoặc là dòng ngân hàng đi, mình thấy ví dụ như là BID đâu có tăng đâu anh chị, đúng không, thậm chí nó còn giảm điểm nè. Đấy, thì thành ra là ngày hôm qua theo cái quan điểm cá nhân của em là một cái phiên tăng điểm thông thường của thị trường, và nó có dòng tiền tham gia, nó giúp gọi là củng cố cho cái xu hướng tăng của VN Index trong một khoảng thời gian đó. Và chúng ta gọi là cũng củng cố được cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Ví dụ như xuất hiện cái phiên ngày hôm qua thì có phải là anh chị mình tâm lý nó thoải mái hơn không, và chúng ta mua cổ phiếu chúng ta cũng mang một cái sự tự tin nhất định, đúng không anh chị? Đó, có thể gọi là nó một cái tín hiệu, một cái vận động mà nó có thể là xác nhận thị trường của chúng ta đã kết thúc cái quá trình điều chỉnh, và bắt đầu từ bây giờ là nó sẽ tiếp tục duy trì cái xu hướng tăng. Tuy nhiên cái xu hướng tăng này nó không phải là tăng một lèo hình chữ V như là cái giai đoạn trước, mà ở đây là anh chị lưu ý vẫn là có tăng chỉnh đan xen nha, tại vì nó không phải là một cái phiên bùng nổ theo đà. Đó, với lại là cái dòng tiền anh chị mình thấy nó vẫn luân chuyển liên tục
trong phiên đó, ví dụ như sáng nó kéo dòng này, chiều nó lại kéo dòng khác, cái dòng tiền nó luân chuyển liên tục. Đấy, nên thành ra là cái phiên giao dịch ngày hôm qua bản chất là nó là một cái phiên tăng điểm và nó củng cố cho cái xu hướng tăng của VN, đúng không? Anh chị lưu ý ha, và nó có dòng tiền mạnh hơn. Đó thì nó tích cực hơn cho cái xu hướng sắp tới. Đó, nên thành ra là chúng ta cũng phải phân biệt được cái phiên tăng điểm bình thường hoặc là một cái phiên bùng nổ theo đà để mà mình đưa ra cái chiến lược đầu tư cho nó tốt nhất, anh chị lưu ý ha. Dạ rồi, thì đó là về tổng quan cái xu hướng của VN-Index. Bây giờ mình sẽ đi sang cái phần thứ hai là phần phân tích nhóm ngành luôn. Nói về cơ bản thì em đánh giá thị trường của chúng ta nó sẽ có tiếp tục tạo những cái biên hấp thụ quanh cái vùng 1080 trước khi mà nó về tới những cái vùng 1100. Đây được xem cái vùng là kháng cự quan trọng của thị trường. Đó. Anh chị mình lưu ý ha. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi sang phân tích nhóm ngành cổ phiếu. Đầu tiên thì mình đi cái dòng ngân hàng đi. Dòng ngân hàng ngày hôm nay thì vẫn 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 là một số những cái mã cổ phiếu nó gần đây nó kéo á, ví dụ như là SHB nè. Anh chị mình thấy SHB là cổ phiếu đánh rất là chuẩn ha. Đó, đánh rất là quyết liệt luôn. Một khi mà nó đã vào form tạo nền nè. Cổ phiếu này thì video cuối tuần có tư vấn cho anh chị mình rồi đúng không? Mua dòng ngân hàng thì có SHB tạo điểm kết cung nè, canh cái vùng nền này cứ lấy vị thế. Đó thì nhìn chung là đánh hai phiên rất là đẹp. Ví dụ anh chị mình mua ở đây cho anh chị mình chốt lãi. Về tới những cái vùng kháng cự nè. Phản ứng tương đối tốt nha. Đấy, em đánh giá là hai cái phiên mà dòng tiền này vào là anh chị mình có hàng cứ nắm giữ nè. Cái phiên ngày hôm qua nếu như anh chị nào gia tăng được là tốt. Còn ví dụ như hôm nay gia tăng vô tình hình chung nó gặp cái kháng cự rồi nên thành ra cũng không nên gia tăng. Ha, nhưng mà về cái xu hướng trong ngắn hạn hiện tại đang rất là khỏe, có dòng tiền lớn tham gia rồi, có sự xác nhận rồi nên là khá là an toàn để mà chúng ta nắm giữ. Và bây giờ việc của anh chị mình là cứ canh những cái điểm gia tăng. Ví dụ như cổ phiếu nó về tới 11.5, mình sẽ canh cổ phiếu nó cân bằng lại. À, mình chờ cho cổ phiếu nó hấp thụ quanh cái vùng kháng cự này. À, cái tín hiệu đó là gì? Phải kỳ khối lượng ha. Đấy, thì lúc đó sẽ có những cái điểm gia tăng nó an toàn. À, anh chị mình nó lại SHB có hàng, anh chị nào mua được thì xin chúc mừng ha. Đấy, nhìn chung SHB tăng tốt nè. VIB túc tắc từ từ tăng về lại vùng kháng cự. Này hơi bao cung nên là mình không có ưu tiên cho anh chị. Rồi Liên Việt giữ nền tốt, hôm nay cũng có điểm dòng tiền hướng lên. Nhưng mà cái con này là nó cứ gọi là đánh nó không có được quyết liệt lắm. Đúng không? Nó neo neo tốt nhưng mà cái xu hướng gọi là tăng rồi chỉnh đó anh chị, hoặc là tăng rồi cân bằng chỉnh cái rồi mới tăng đó. Nên là ví dụ như cổ phiếu này anh chị có mua hàng rồi thì cứ nắm, gia tăng thì em nghĩ là cũng không nên, tại vì nó vẫn đang loanh quanh cái vùng nền trên thôi đó. Khi nào thật sự nó có cái dòng tiền vượt cái vùng 16 đi, nó vượt 16 có dòng tiền lớn bảo kê ở quanh cái vùng 16 thì như thế cái khả năng tiếp tục về lại những cái vùng cao hơn thì mới có, thì lúc đó mình mới gia tăng nó ok hơn anh chị. Còn ví dụ mua quanh quanh cái vùng nền này thì mình đã có hàng rồi thì thôi khỏi mua nữa ha. Rồi VB cũng tương tự Liên Việt, nhìn chung là cũng neo cái vùng trên khá là tốt đó. Có hàng thì tiếp tục nắm giữ. Về cái điểm mua thì em vẫn chưa có những cái điểm mua đối với cổ phiếu VBank này, nhìn nó khá là đẹp á, khả năng ngày mai nó tăng là có nhưng mà tại vì cái form mua nó chưa có vô cái điều kiện mua của mình. Nó nhìn chung là nếu mà mình mua cái cổ phiếu này đạt cái điểm mua của mình á, nó phải có yếu tố quay về retest thêm nè. À, thì nó tạo cái form hai đáy ok thì mình sẽ tham gia, còn nếu như mà nó như vậy thì em cũng sẽ chưa mua đâu, mình sẽ chú ý những cái cổ phiếu khác, ví dụ như SHB thì em có thể mua nha. Đó, còn VB thì anh chị nào có hàng thì mình nắm giữ được. Techcom nè, về kháng cự nè. Techcom giai đoạn vừa rồi ở tuần trước cũng như là tuần này cái xung lực khá là khỏe, cái dòng tiền khá là tốt đúng không? Thì về cái điểm mua nếu như anh chị nào có hàng mình cứ tiếp tục nắm giữ. Còn trường hợp mà muốn mua mới anh chị mình phải chờ thêm. Một là tại vì nguyên tắc khi mà về kháng cự nó phải có những cái yếu tố điều chỉnh hấp thụ anh chị để mà rũ bỏ cho những ai mua đuổi quanh cái biên này, mua từ dưới này có lãi lên đây đúng không, rũ bỏ chốt lãi nè, rồi về đây nè, ông nào bị kẹp hàng bán ra nè. Đó thì cổ phiếu nó phải trải qua cái giai đoạn gọi là tạo đà trước khi nó bứt được những cái vùng giá hiện tại đấy, thì thành ra nó phải có những cái yếu tố hấp thụ đã.
Còn nếu như mà nó tăng tiếp thì nó cũng không phải là những cái điểm mua đâu. Đấy, nó tương đối là rủi ro nếu như anh chị nào mua sớm. Nên thành ra là muốn an toàn, anh chị mình phải chờ nó cân bằng nha. MBBank cũng vậy luôn. Đó. Thì dòng ngân hàng á, đa phần chúng ta thấy là nó, một là nó đang về những cái vùng đỉnh cũ nè, ví dụ như MB nè, đúng không? Techcom nè, SHB thì nó cũng về đỉnh cũ luôn. Đó, đa phần nó đã tăng về đỉnh cũ rồi. Còn những cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như BID thì nó vẫn tạo nền và hiện tại nó đang thiếu dòng tiền. Nên nó đang thiếu dòng tiền, mặc dù xu hướng của nó khá là đẹp nhưng mà hiện tại nó đang thiếu dòng tiền. Nhưng mà hôm nay là đóng Techcom nữa nè. Ngày hôm qua không đánh nhưng mà hôm nay là đóng Techcom thì em cũng kỳ vọng ngày mai là cái phiên mà cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền nha. Đó, thì mình cũng canh lại những cái mã cổ phiếu như BID. Anh chị lưu ý nha, chưa có ngân hàng thì có thể chú ý cổ phiếu này. Rồi, ACB. ACB chưa nha, chưa cân bằng nha. CTG. CTG hôm qua cũng tăng tương đối tốt này. Hôm nay nhịp chỉnh lại khối lượng thấp bình thường. Cái cổ phiếu này thì em đánh giá là khi nào mà BID tăng thì nó sẽ có những cái xu hướng tăng theo. Anh chị mình để ý Banh Quốc Doanh nó vẫn chưa có tăng quyết liệt trong cái giai đoạn này. Ví dụ như BID, CTG hay là Vietcombank cũng vậy. Đó, nó neo giữ giá là chính, hoặc là nó vận động trong cái vùng biên của nó là chính, chứ nó cũng không có những biến đổi quá lớn. Mà thay vào đó là những cái mã cổ phiếu mà kênh dưới của dòng ngân hàng nó lại tăng. Và hiện tại cái xu hướng của thị trường, anh chị mình để ý đi, là những cái mã cổ phiếu mà nó tích lũy nền dưới nó đang có những cái tín hiệu bật lên. Đó. Bây giờ mình đi sang cái dòng chứng khoán đi. Dòng chứng khoán thì có những cái mã cổ phiếu nó đang tạo cái tâm lý FOMO cực cao, ví dụ như BSI. Những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán nhỏ đấy. FTX thì mình thấy nó đang chỉnh lại rồi, có hai phiên quanh quanh hai vùng 26 nó không tăng rồi. Còn BSI thì nó đã về lại những cái vùng quá mua rồi anh chị. Đấy nên thành ra anh chị nào có hàng thì canh chặn lại chứ cũng không có điểm mua nha. Xu hướng thì tốt, có hàng có giá vốn tốt thì vẫn nắm giữ được, nhưng mà mua thì không nên. Dòng chứng khoán á, em đánh giá em vẫn như cái quan điểm video cuối tuần thôi. Đó. Quan điểm như video cuối tuần, tại vì video cuối tuần thì em có chia sẻ với anh chị mình về cái xu hướng của cổ phiếu nhóm chứng khoán á, nó đang về những cái vùng quá mua rồi, hoặc là nó đã tiệm cận kháng cự rồi. À, nên thành ra là nếu như mà mua thì phải chờ cho nó cân bằng lại. Còn trường hợp nó tăng tiếp thì nó chỉ phù hợp cho những ai đã có hàng thôi và gồng lãi thôi, chứ cũng không phải là những cái điểm mua, không phải tăng là để anh chị mua đâu. Đấy, nên thành ra là vẫn giữ nguyên quan điểm ha. Dòng chứng khoán nó cần phải có những cái yếu tố rũ bỏ, hấp thụ thì nó mới sẽ tạo được những cái điểm mua mới, nó an toàn hơn. Ví dụ như đến ai ngày hôm nay cũng tăng này, nhưng mà em cũng không cho gia tăng, có hàng nắm giữ thôi anh chị. Đấy. Dòng chứng khoán thì cũng không có điểm mua. Có VND á, có VND là cái video cuối tuần mình có tư vấn anh chị mình là nó tạo nền tốt nè, thì con này anh chị mình có thể chú ý được. Đó, nó có nền mua ok hơn. Nhưng mà phiên hôm thứ hai nó mở cái gap tiêu, tức là ai thành ra ai không mua được thì cũng không sao. Anh chị mình không nhất thiết là phải mua cái dòng này ở thời điểm hiện tại nha. Đó. Bây giờ thì mình đang thấy một cái trạng thái khá là FOMO của cái dòng này rồi, nên thành ra anh chị mình cứ chờ đi, không nhất thiết phải là vào ngay cái thời điểm này, mà chúng ta sẽ chờ cái dòng này nó ổn định trở lại, nó hạ nhiệt trở lại, thì lúc đó mình sẽ canh lại sau ha. Tại vì một khi cái dòng này nó đã vào sóng rồi á thì nó tăng được một đoạn, nó sẽ có những cái yếu tố cân bằng lại, rồi sau đó nó mới tiếp tục tăng nếu như mà nó muốn duy trì cái sóng đó của nó. Nên thành ra nếu như anh chị mình mua ở đây thì mình phải trải qua một cái giai đoạn gọi là gì, cổ phiếu nó rũ bỏ đúng không, nó cân bằng, nên thành ra nó hơi mất thời gian. Thay vì thế mình để cái vốn đó mình lại đầu tư những cái nhóm cổ phiếu mà nó đang có yếu tố cân bằng trước đúng không, hoặc là nó có khả năng thu hút dòng tiền trong ngắn hạn, thì như thế mình sử dụng cái dòng vốn của mình nó tối ưu hơn anh chị. Còn ví dụ mua mà tự nhiên mua xong cái cổ phiếu nó chỉnh rồi mình lại bị mắc kẹt rồi mình lại nắm lâu thì như thế nó không có ok ha. Dạ rồi, thì đó là đối với cái nhóm chứng khoán. Nhìn sang cái dòng thép thì dòng thép ngày hôm nay cũng không tăng nhưng mà nó có đỡ giá ok, ví dụ như là HPG nè. Những cái nhóm cổ phiếu nhỏ khác ví dụ như VGS là nó đã có tín hiệu đi lên trước rồi. Những cái con này nó thanh khoản nó bé anh chị, nên thành ra nó nhảy cái về giá nó nhảy hơn. TLH nè, đó thì nó đã tăng rồi. Còn HBG thì nó đang neo cái biên sideways. Em thấy khá là ok.
đúng không? Nó cũng chưa thay đổi quá nhiều so với cái video cuối tuần em có đề cập với anh chị. Nhưng mà về cái xu hướng hiện tại nó đỡ giá ổn. Nếu là anh chị nào thích dòng thép á thì mình có thể chú ý cổ phiếu HBG được ha. Còn Hoa Sen với lại Nam Kim thì Nam Kim cái volume lớn anh chị nó chưa cân bằng. Nam Kim chưa cân bằng nha. Hoa Sen thì ổn hơn này. Đó, một Hòa Phát, hai Hoa Sen ha. Dòng đạm thì chưa ok đâu. Rồi, hôm nay ngoài nhóm banh chứng thép, mình đi sang một số cái nhóm cổ phiếu nhỏ khác mà nó có cái xu hướng là nó bật lại, nó tích lũy vùng dưới và sau đó nó có những cái điểm dòng tiền hướng lên anh chị. Ví dụ như ở đây mình có nhóm khu công nghiệp. Khu công nghiệp thì có KBC nè, tín hiệu phát trước là có KBC nè, anh chị mình thấy tích lũy biên dưới ha, có điểm xác nhận dòng tiền. Và sau đó thì mình gần đây thì lại có nhóm thủy sản hoặc là dệt may, ví dụ như là TNG nè, đó cũng cân bằng biên dưới bật lên nè, đúng không? Rồi ANV nè. Hôm nay ANV có dòng tiền và khá là tốt ha. Đó anh chị mình cũng thấy có một cái điểm gọi là gì, cân bằng biên dưới nè. Đó, sau đó có cái dòng tiền xác nhận. Thì đối với cổ phiếu ANV này á, anh chị mình thấy là cái volume lớn này. Bình thường là hôm nay cổ phiếu nó giao dịch tới 2,5 triệu cổ phiếu, trong khi bình thường là nó chỉ giao dịch đâu đó tầm khoảng 1 triệu hoặc là triệu hơn thôi. Đó, thì những cái tín hiệu này là cái tín hiệu dòng tiền lớn đã tham gia rồi. Anh chị lưu ý ha, dòng tiền lớn nó đã tham gia. Nhưng đối với những cái mã như NV á, thường mid cap á, nó sẽ đánh khá là nhanh. Tức là nó mà quyết liệt hơn về cái dòng tiền á, thì nó đánh trần luôn anh chị. Nhưng mà hôm nay volume của NV nổ nhưng cái giá chưa được mức giá trần. Đó thì chúng ta có thể hiểu là một điều là gì? Cái lượng cung trên này nó còn nhiều. Cái áp lực bán còn nhiều. Đó, nên thành ra là cổ phiếu ANV này nó chưa tăng trần được là như thế ha. Thì khả năng cổ phiếu ANV á, nó đóng cửa cao nhất phiên như này thì có khả năng ngày mai nó vẫn sẽ tiếp tục tăng đó, nhưng mà nó tăng không phải để anh chị mình mua, anh chị lưu ý nha. Nó đã về những cái vùng kháng cự mạnh rồi nè, nên thành ra buộc anh chị muốn mua thì mình phải chờ thêm. Có hàng ví dụ lên tới đây canh chốt 50% thì ok, còn mua mới buộc anh chị mình phải chờ. Tại vì sao? Điểm mua mới nó không phải vùng trên này, không phải anh chị mình thấy cổ phiếu tăng rồi anh chị mình mới mua. Anh chị lưu ý, ví dụ như điểm mua là cái phiên giao dịch ngày 3 tháng 4 nè, cái phiên mà chúng ta thấy mồi dòng tiền nè, đó mình có cơ sở mình mua. Ví dụ như cổ phiếu tích lũy đúng không, giữ quanh mức giá 29 chấm ít rất ổn, không có bị thủng nè. Đó, có một cái phiên mồi dòng tiền hướng lên ngày 3 tháng 4 nè, ok phiên này tôi lấy vị thế được đó. Hoặc cái phiên ngày hôm nay là cái phiên gia tăng nè, đó nó sẽ ok đó. Còn ví dụ như ngày mai nó tăng không phải để anh chị mình mua mới hay là mình gia tăng đâu đó, theo em là như vậy. Nên thành ra anh chị mình cũng lưu ý ha. Ví dụ như ID nè, ví dụ như ngày hôm qua cổ phiếu có phiên mồi dòng tiền đó, là em có cho room khách hàng giải ngân quanh cái vùng giá 11.5 đó. Thì hôm nay cổ phiếu tăng cũng theo cái nhóm thủy sản luôn, là nó tăng khá là ổn đúng không, nó cũng có dòng tiền lớn tham gia đó. Thì đó là những cái điểm mua gọi là chuẩn, mua cái điểm mua tại nền ha, nó sẽ đảm bảo cái độ an toàn cho anh chị mình. Còn nếu như anh chị mình thấy cổ phiếu nó tăng rồi anh chị mình mới mua là không không nên nha đó. Cái xác suất anh chị mình phải cắt lỗ khi hàng về là khá là cao á, nếu như anh chị mình mua không đúng điểm đó, gặp áp lực trong ngắn hạn đấy. Nên là thành ra mua đúng điểm nó vẫn sẽ lợi thế hơn với cái việc nắm giữ cổ phiếu, nên anh chị mình cũng lưu ý ha. Thì ngày mai là hàng của room mình về luôn, anh em coi là cái hàng của room mình về là để coi cái yếu tố hấp thụ nó như thế này, để sau đó mình sẽ đưa ra những cái quyết định nên bán hay tiếp tục nắm giữ hay là gia tăng đấy. Thì đó là đối với cổ phiếu nhóm thủy sản tăng khá là tốt. Điểm mua thì đã qua, buộc chúng ta phải chờ thêm, anh chị lưu ý nhé. Rồi hoặc là những cái nhóm cổ phiếu như dòng điện ngày hôm nay cũng tăng tốt nè, ví dụ như NT2, PAO đúng không? PAO cũng có điểm nhấn dòng tiền hướng lên nhưng mà mãi nó chưa vượt được cái vùng 13,6. Nhìn chung là nó chưa quyết liệt về dòng tiền. Nắm con này thì hơi lâu một chút nên là anh chị cố gắng kiên nhẫn ha. 06 xu hướng vẫn đang giữ neo biên trên khá là ổn. BC1, BC1 ngày hôm qua có tiền vào tốt rồi nè. Đó, hôm nay là một cái phiên test đỉnh trước, khối lượng thấp, yên tâm nắm giữ ha, hoàn toàn bình thường. Đó. Rồi mình nhìn thấy một số cái nhóm cổ phiếu như Dabaco nè, hôm nay cũng nổ nè, đúng không? Đấy, hoặc là như cảng biển HAH ngày hôm nay cũng tăng trần nè. Đó, mình thấy một cái tín hiệu nhóm mid cap
những cổ phiếu kênh dưới nó đang cho cái tín hiệu đi lên. Đấy thì thành ra đây là một cũng tốt hơn anh chị. Ví dụ như dòng tiền nó đã kéo những cái nhóm cổ phiếu lớn, nhóm cổ phiếu thị trường nó đã quá hot rồi, đúng không? Thì bây giờ nó sẽ chuyển hướng sang những cái nhóm cổ phiếu mà nó ít bị FOMO hơn, ít được quan tâm hơn, đúng không? Nhưng mà sau cái phiên ngày hôm nay thì cũng có những cái yếu tố chú ý trở lại rồi, nên thành ra mình sẽ cũng chọn lọc cổ phiếu để mà mình tham gia, chứ cũng không có mua toàn bộ được. Anh chị lưu ý ha. Ở đây mình gọi là đề cập cái tín hiệu để mà anh chị mình lưu tâm. Đấy. Ba ngày hôm qua tăng rồi nè. Đấy. Nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản thì có yếu tố hạ nhiệt, đúng không? Mở gap, những cái gap suy kiệt nè. Ví dụ như SCR nè, mở gap tăng thì bây giờ nó mở gap, nó có xu hướng quay về lắp gap là điều bình thường nè, đúng không? Đó, mình không mua đủ thì mình không lo anh chị ha. Nhưng mà cuối phiên nó có yếu tố lắp gap như thế này là cũng tốt thôi. Đó. Căn bản nó lắp gap, nếu như mà nó giữ được thì cái xu hướng nó vẫn sẽ được tiếp diễn. Còn nếu không được thì buộc mình phải xử lý, hoặc là ai mua đủ thì phải canh xử lý sao cho nó kịp thời đó. Nhưng mà nhìn chung thì hiện tại vẫn chưa có gì xấu, tại vì là về cơ bản cổ phiếu mở gap quay về lắp gap em đánh giá nó bình thường ha. EDG thì có dòng tiền lớn tham gia, ok nè đó. Nhưng mà về kháng cự thì cũng cân nhắc, có thể chốt 50%. Nam Long đoạn này tăng khá là mạnh, đúng không? Nhưng mà anh chị mình thấy nè, tăng về đỉnh nó cũng phải hạ nhiệt thôi. Căn bản con Vinhome thì nó đang điều chỉnh nè, đó, hôm nay nó bị kéo xuống nè, nên thành ra nó cũng tác động chung đến cái nhóm cổ phiếu bất động sản này. Ví dụ như xe thì sao? Nhìn chung mình khá là tiếc xe anh chị, tại vì nền tích lũy rất là ok, đúng không? Cũng có đề cập với anh chị mình ở cái video cuối tuần rồi. Nhưng mà tự nhiên hôm thứ hai là thị trường nó mở gap, đó, nhìn chung mở gap là xem như là án binh bất động luôn, có hàng nắm thôi. Còn mua thì buộc phải canh những cái mã là nó không mở gap hoặc là nó an toàn tạo nền thì mình mới mua ha. Còn mở gap thì cũng rất khó mua. Ví dụ như dòng dầu khí tự nhiên mở cái gap to đùng như sao mua anh chị, đúng không? Đó, mình có tư vấn anh chị là chú ý những cái mã như BVD nè, có dòng tiền vào ok thì mình mua, nhưng mà tự nhiên nó mở một cái gap rất to, thành ra cũng khá là nhát tay để mà mua anh chị. Nên thành ra nếu như anh chị nào chưa có dầu khí hoặc là mình chú ý cái nhóm dầu khí này á, thì cái giai đoạn này cũng không nhất thiết phải vào quá sớm. Chúng ta có thể chờ cổ phiếu, nếu như nó lắp gáp được là tốt nha. Mình sẽ canh những cái điểm lắp gáp, những cái điểm lắp gáp khối lượng bé, thì lúc đó sẽ tư vấn anh chị mình có thể lấy vị thế được đối với những cái mã như nhóm dầu khí. Tại mình thấy con BSR này là thấy có dòng tiền vô ngày hôm qua rồi nè. Đó, căn bản thì BVD, BVS hoặc là BVC nó vẫn có dòng tiền anh chị, nhưng mà cái mức độ mở gáp của nó quá lớn, cái yếu tố FOMO của nó tương đối cao. Dầu khí, giá dầu thế giới hiện tại nó cũng đang bắt đầu hồi phục nữa, nên thành ra là mình sẽ chờ những cái yếu tố cân bằng hơn, đạt về cái tiêu chí mua của mình, thì lúc đó em sẽ tư vấn anh chị mình ha. Đó, dầu khí thì mình cũng có thể chú ý trở lại. Dạ rồi, nhìn chung tổng thể phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy là cái dòng tiền nó vẫn liên tục hoạt động rất sôi nổi trên thị trường ha. Và cái phiên giao dịch giảm điểm ngày hôm nay bản chất hoàn toàn là một cái phiên giảm điểm tốt, nó tích cực, nó bổ trợ cho cái giai đoạn hiện tại, chứ không phải là một cái phiên điều chỉnh khối lượng lớn thì mình thấy là nó xấu hay là nó làm tệ hơn cái xu hướng của VN-Index là đảo chiều thị trường, là không phải. Đấy, nên là anh chị mình cũng lưu ý. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn gọi là có hàng cầm nắm cổ phiếu và canh những cái điểm gia tăng phù hợp khi mà cổ phiếu nó có dòng tiền, đúng không? Nếu như anh chị nào chúng ta đang có dòng chứng khoán hoặc là nhóm mà nó đã tăng quá nhiều á, thì mình có thể canh chặn lại. Quên nhắc một chút về cái nhóm đầu tư công anh chị. Cái nhóm đầu tư công này mình cũng phải chú ý. Ví dụ như là những cái mã như là CG nè, anh chị mình thấy là nó liên tục không vượt được những cái vùng đỉnh trước nè.
đó, là như HHV cũng vậy đấy, nhìn khá là khó chịu ha, khá là xấu ha, giảm vô lớn nè đó. Giao dịch với cái khối lượng rất lớn nhưng giá nó lại không tăng đó, nhưng mà nó lại tạo cho cái tâm lý nhà đầu tư nó FOMO quá đi, nó cứ tăng rồi cuối phiên nó lại điều chỉnh lên vậy, đánh rất là khó chịu. Mặc dù nó chưa gãy cái xu hướng tăng nha, lưu ý nha, nhóm đầu tư công nó vẫn chưa gãy cái xu hướng tăng, nhưng mà những cái phản ứng quanh cái vùng giá trên này mình thấy khá là khó chịu á. Nên là anh chị nào có hàng thì chúng ta cân nhắc cái nhóm đầu tư công này quản trị sao cho nó phù hợp. Duy chỉ có C4G ngày hôm nay là nó có dòng tiền vào tốt nè, hai viên liên tiếp dòng tiền vào tốt đấy, thì có con này nó đi ngược khá là hay, và cũng rất là may là room khách hàng chọn đúng cái cổ phiếu này anh chị, chứ mình không có chọn những cái mã khác, ví dụ như FSN, HHV là LCG đó, thì thành ra là mua tại nền nè. Room khách hàng cũng cho điểm mua tại nền luôn và ăn được hai cái cây dòng tiền vào rất chất lượng. Nhìn chung là mình chỉ định đánh ngắn cổ phiếu này thôi anh chị, nhưng mà do là hai cái phiên dòng tiền vào lớn đi, nó quá là thuyết phục mình để mà mình có thể nắm giữ. Nên thành ra đối với những cái mã như C4G thì em rất là kỳ vọng là cổ phiếu này nó sẽ đi ngược lại cái dòng của nó ha. Những dòng khác có thể giảm nhưng mà cổ phiếu này ok, cứ giữ đi. Chỉ cần không giảm, hấp thụ ok là mình sẽ có những cái điểm gia tăng ngay. Dạ rồi, nhìn chung em sẽ kết thúc buổi video ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này. Nếu như anh chị nào thấy hay thì đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn like video, để lại comment, cũng như là nhấn nút đăng ký kênh giúp em ha. Đấy, nếu như anh chị nào muốn tham khảo những cái kiến nghị mua bán cổ phiếu, nhận định thị trường trước khi mà có ý định mở tài khoản hay là chuyển tài khoản về em quản lý thì có thể tham gia room cộng đồng mình tham khảo trước. Được lên room cộng đồng em để phía dưới phần miêu tả của video này. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video tiếp theo.